bạn em của tôi tiếp tục đi cuộc hành trình đi theo đi thăm bẫy. Anh em tôi sẽ đi thăm hết 7.700 và thử khoảng được bao nhiêu ký, 3 ngày chưa đi thăm các bạn ơi. Giờ tiếp tục lên đường ạ. Nhớ cái lồng nằm ở đâu nữa. Kiếm lòng có cái chớ mà quên chết luôn. Ồ, con nhắn gì vậy? Trùng, quên. Quên cầm cái vỏ xuống anh em ơi. Chà. À cha dồi rồi. Dồi nhúc là chừng. Ừ, ghê chưa. Để ra lấy cái vỏ đi, giữ cho. Không quên các bạn. Cũng tầm 1 ký á nha. Em này vô hơi bị lâu rồi nè. Đầu chạy rất là nhiều rồi. Vô lâu à? Con này vô hơi lâu ha. Đầu chạy nhiều rồi. Giờ này hiện tại là giờ 8 giờ sáng nè các bạn. Đã. The fuck. Đã không các bạn. Hôm nay mà anh em chúng tôi đánh rỗi đi buổi sáng bữa các bạn ơi. Kilo ấy. Con ký. Ký 9 lạng gì đó. Các bạn. Cỡ khoảng đó các bạn. Vừa vô thăm cái lồng đầu tiên có hàng, quấn lâu quá mà quên cái lồng luôn các bạn ơi. Lâu lâu đi được bữa sáng mát lắm các bạn ơi. Này rồi xong hả? Chết đâu phải không, sao ngựa mà hả, kẹt đầu hả? Đâu chết rồi. Ê, còn sống. Còn sống. Thấy mà hồ ngựa bự mà sao nó kẹt đầu được. Một em hũ hán nữa nè. Cái này là hũ lửa. Đen rồi, con này thân đen rồi. Không dữ quá.
mà giữ đi các bạn. Nó cắn đấy. Mà cắn một cái tiếc tay các bạn ơi. Đó, đó đem ra. Đem ra các bạn. Ồ, thấy chưa? Đó. Tranh thủ nó cắn dính người. Trời ơi, bị đi. Đi. Chữ chua. Đó, trời ơi. Đó. Ừ. Trời ơi nó ị vừa. Ừ, ừ. Ị bả quá. Cho nó vô vào đó. Nó vô vào. Ui, ui, ui. Thúi quá. Thúi quá hả? Ừ. Chịu chua 100%. Đây được một em hổ ngựa nữa đây, hai em. Nhẹ hả? Nhẹ là không có rồi. Ừ, chuột chết rồi. Mình thay cái. Hôm giờ đi toàn như tập thể dục không các bạn ơi. Toàn là không có mà đi cho khỏe người không. Ê, cọp cọp. Cọp. Có cọp, có cọp. Có không? Có, à. Cọp không? Cọp, cọp. Cọp vô đây mất. Để mình gọt lên đây. Nãy đi thử cái bao ngon. Bao cái đất hả? Bỏ cái bao điện thoại của mình lên. Chọc để cho nó kêu nha. Đó. Nó kêu đó các bạn. Ghê. Yeah. Kinh. Kinh hồn, kinh hồn. Vậy là cái bao này các bạn. Cái bao này chắc các bạn ai cũng đã từng trải qua cái cảnh này nha các bạn. Dữ, dữ. Chọc vậy cho nó phun ra bọt nhiều các bạn. Rồi chọc phun bớt đi. Rồi, chưa? Bắt chứ. Mới khiêng trời mát giờ thấy nóng lại rồi. Thời tiết bây giờ là 34 đến 35 độ, 36 độ các bạn ơi. Chưa cắt cỡ hơn 40 á. Giờ mới sớm 8 giờ mấy à. 30 mấy độ rồi. Rất là nắng nóng. Chuột cũng rất là dễ chết lắm. Có cái gọng mà ha. Ồ, đẹp trai liền. Dữ luôn các bạn. Thấy nó hầm hồ vô, nó hầm hồ hai đêm mình vô. Hầm hồ luôn các bạn. Trời, nó nông rồi, nông xí nữa ra rồi. Nó nông xí nữa ra rồi, gãy sắc nè, thấy không? Cà chớn và thò cái hổ này dữ quá.
sư. Mình mới vô xong sạch sẽ quá. Chưa thấy động tĩnh gì hết. Đến hai con rồi. Thấy không là cái đường dành dành vậy đó, không chạy đâu mà rốt cuộc nó chạy xuống dưới đây nè. Giao mình. Giờ nó phải cờ mình tới, nâng cái xe lên giùm nó. Lại lên, lại lên, lại lên. Ờ, cái xe của tôi. Đừng. Đã không? Đừng bự không muốn đi à. Bự nó không đi, nó chạy xuống đây. Dài bộ ha, tại giờ điệp bộ. Rồi xong. Có một em hàng. Gì mà ngó lâu dữ vậy? Hàng này hơi bị khủng nha các bạn. Trời ơi. Rồi, thấy chưa? Thấy gì chưa? Ừ, nó khò chứ không phải mình khò nữa nha. Con này là hơi bị khủng quá nha. Sáng giờ á mới thấy á. Ý, nó ị ra. Ị quá trời luôn. Nó văng khe ấy. Hả? Trù ư. Ư ư. Ư. Nó phun quá nha. Ở chừng nó phun á, nó phun nọc độc của nó ra. Đó. Ghê quá vậy. Con này rất có số má nha các bạn. Đàn anh đàn chị giang hồ này. Con này là số má rất là cao nha các bạn. Một mình nó là tiêu diệt được 2-3 tên á. Phải giỡn đâu. 2-3 tên mà như cỡ mình đó nha, không phải dạng vừa đó. Đây nữa nè, đây đây một em số má nữa nè, thấy không các bạn? Nó khịch 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 nè. Mấy này số má nó ghê lắm. Mẹ nhỏ dữ mà dữ. Nhỏ quá dữ. Im chỗ. Vô bàn chân của mình rồi. Mấy này số má cao quá mà. Một mình nó là căng tem hai anh em mình đó các bạn. Nó ghê lắm. Đây các bạn, chuẩn bị cho nó vô bao. Đi lại xuống. Con này nó cần tim ghê đó các bạn. Nó cần tim là nó cần cả hai anh em mình luôn á. Nhìn vừa đó nha. Ủa nó bắn. Qua chưa? Chưa, nó mới. Nó mới bắn hả? Nó bắn lên cái bao.
Qua đây con. Khá bự nha, khá là mập đó nha, thịt không là thịt đó nha, bự lắm đó nha, mập lắm các bạn. Nó mới địch đó các bạn, nghe rắn địch lần nào chưa, nãy nó mới địch đó. Còn dính cái đuôi chứ. Rồi. Đấy các bạn, nó có bìa có phái nó hết rồi. Nó vô bao rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, làm tôi mất hồn. Nó giống con điền các bạn. Nổ như bom chứ. Quay, quay. Quay, quay. Chuột nó cắn cái bao rách luôn à. Em hủ hành nha các bạn. Để bóng. Đã lâu lắm rồi mình mới thấy lại. Nãy giờ mình gỡ ba con nó mắc đầu kẹt chết hết rồi. Rất là tiếc các bạn. Tháng này hủ hành nhỏ đi không kẹt đầu chết hơi bị nhiều á. Nó mát lắm. Mát chờ chờ xem. Đúng rồi. Cục thịt đang ít bò. Hủ hành nữa, hôm nay cực hiếm luôn. Ba con ba cái lồng kẹt đầu. Chút nữa là đi rồi. Lành dưới vậy. Đâu rồi? Lên cửa nào mày, lên cửa nào này. Hiếm thấy nha các bạn. Để em đi, em. Ủa hiếm. Sao? Chuột mà nó dính vào con á. Dính đắng máu luôn. Nó quất đắng mối máu không? Máu mì hả? Đắng máu tí xỉu luôn. Xỉu hả? Một con chuột xỉu, hai con chuột xỉu luôn. Hai chuột xỉu luôn. Nóng quá nóng quá. Chuột một con xỉu luôn. Giờ nắng quá anh em chịu hết nổi. Hiện tại giờ nó 10 giờ mà các bạn nhìn ra trời rồi, nó đóng màn mè luôn thôi. Vì nắng mà giờ khát nước hả, đây đi mà quên mang nước không, hết chuột luôn, chuột chết luôn các bạn, nằm ở trong lồng không mà cũng chết nữa. Phải chết một con thôi mà chết cánh nóng. Sáng hôm nay thăm được mấy chục lồng á. Chết rồi các bạn, nãy chết mấy con rồi? 6 con. 6. Đi thăm mà nắng chịu hết nấu rồi mà chuột chết há hổng chết luôn các bạn.
nắng quá chịu hết nổi buông xương à. Bỏ vô đây chiều về làm món siêu cây. Trái này trái gì ta? Cóc hả? Trái quá trời luôn. Ngồi trong này mới thấy gió, ra ngoài không thấy gió. Hôm nay lấy rắn là coi các bạn biết bao nhiêu con à. Đi cũng 30-40 cái nha. Hai em. Đây hai em nữa. Cái cọp khỏi lấy ra. Khung á. Đây hai em nữa. Bạn đây hai em nữa mà. Sáu con, sáng nay đi được 6 con rồi. Ổn định hả? Chết hết 3-4 con, 3 con hổ hành lớn đó mà. Kẹt đầu chết hết. Mùi này rắn đã hiếm rồi mà kẹt đầu đó. Thường đây con hổ hành này con uống ngựa. Đây giờ này trưa rồi các bạn à. Thôi anh em chúng tôi nghỉ về ăn trưa. Thôi chúc các bạn coi phim coi video vui vẻ nha. Bạn thấy hay nhớ subscribe chia sẻ giúp mình. Xin chào các bạn nha.